Nga huy động hơn 200.000 quân trong 2 tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết hơn 200.000 người đã nhận lệnh nhập ngũ kể từ khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên một phần. Những người được huy động theo lệnh động viên 2 tuần qua đang được đào tạo bổ sung tại 80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một cuộc họp hôm nay. Lệnh động viên một phần được Tổng thống Vladimir Putin công bố hôm 21 tháng 9, nhằm huy động khoảng 300.000 quân dự bị phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ trưởng Shoigu yêu cầu các chỉ huy quân đội nhanh chóng tiếp nhận, đào tạo các tân binh để họ tham gia chiến đấu. Ông kêu gọi các đơn vị triển khai sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu để huấn luyện bổ sung cho 200.000 lính động viên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói những lính dự bị này chỉ được điều tới chiến trường sau khi đã được huấn luyện kỹ năng và bài chiến thuật. Ông cũng kêu gọi các trung tâm tuyển quân không từ chối tiếp nhận tình nguyện viên nhập ngũ nếu không có lý do xác đáng. Những bất cập trong giai đoạn đầu của hoạt động tuyển quân theo lệnh động viên đã gây ra một số bất bình trong dư luận Nga và khiến người dân nước này cảm nhận được không khí chiến tranh rõ hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu chính thức từ Liên minh châu Âu, EU, Georgia và Kazakhstan, khoảng 220.000 người Nga đã chạy qua biên giới kể từ khi lệnh động viên một phần được công bố. Sau hơn 7 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga đang hứng chịu nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhân sự khi phải dàn lực lượng trên một chiến tuyến rộng lớn. Quân đội Ukraine gần đây mở cuộc phản công tại khu vực Đông Bắc và tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkov, Donetsk, Lugansk và Kherson. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 9.000 km vuông lãnh thổ từ cuối tháng 8. Nga hiện được cho là khó thay đổi cục diện, do lực lượng dự bị động viên thường phải mất 3-6 tháng huấn luyện trước khi được triển khai.